cho các bạn trả lời kinh YouTube mà lành miền Tây. Hôm nay thì Mười bắt đầu tới vườn của cô Sáu để học hỏi kinh nghiệm làm vườn của Sáu. Còn giờ thì Mười xin mời. Hôm nay thì có các bạn ơi, thì có mấy anh công ty nè, công ty Việt Sang xuống nè. Đây chú Huy, bên bộ phận kỹ thuật của công ty Việt Sang. Thì có nghe chỗ cậu Mười có liên hệ với bên chủ nhóm á, thì ở đây là vườn chỗ của cô Sáu trồng mít Thái cũng được 4 năm mà gặp tình trạng là nó đang bị xì mủ với chết cây rất là nhiều. Thì chỗ cậu Mười cũng có liên hệ với bên phía bộ phận kỹ thuật của Việt Sang để đến xem cái vườn của cô Sáu và cái những cái vấn đề gì cần khắc phục, và sẽ đưa ra những cái biện pháp để xử lý cho cái vườn mít của cô Sáu sao cho nó đạt được hiệu quả cao ha. Thì đó là lý do mà hôm nay chỗ nhóm có đến đây để liên hệ với chỗ vườn của chỗ cô Sáu và kết hợp với chỗ cậu Mười Lành để đi thăm vườn. Còn giờ thì mình mà vườn cô Sáu không xịt không đó, bây giờ tôi bỏ liều rồi, không xịt nữa, để giờ cắt cỏ đi 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 cô Sáu dắt con mà dặm lại cho thấy không có là không kết quả gì chứ. Vậy là bữa hổm là cô có con có đưa túi thuốc cô Tứ rồi ha? Tứ anh tử đó, từ cái đầu mướn người ta Tứ không được, nó ngưng lại mới bỏ ha. Để... Tứ đừng tử rồi hả sao? Tứ đừng tử rồi, tứ đừng tử rồi. Tứ này thấy bóng rồi đó. Tứ này cái vườn mà trước khi mình tứ là bữa hổm cái mấy cái lá cờ đồ bóng được gì không? Cái lá nó hơi già. Lá nó hơi xuống như là nó giảm sức sống ha. Còn mình tứ cách nay là được nhiêu ngày rồi sao? Bữa nay là đúng 10 ngày là khi tính qua tứ đó mà nó sao? Tứ giá trị nó mới tứ qua nó tứ rồi không tứ đó. Nói với cô nè, như mít này cô nên chiết bỏ đi. Bữa nay chiều nay mới ra nè. Bà chiết đi rồi khi mà đâm một lợ, cô tứ thuốc đó vô đâm một lợ là bắt đầu nó ra trái đẹp lại. Cây này đang xì nè. Tại vì cái vườn của cậu Mười lúc trước á, là mấy con ghé là cậu Mười cũng gặp tình trạng là cây nó bị xì với trái nó ra là không có đạt được như là mít nhất và mít nhì. Nó trái thì đó cậu Mười làm là lúc đầu cậu Mười cũng có quay lên mấy kênh chia sẻ bà con đó, là lúc đó trái tầm khoảng 5kg, 6kg, 7kg là rất là nhiều luôn. Nhưng mà bây giờ là sau khi áp dụng theo cái bộ quy trình bên đây á, thì giờ cái vườn mít của cậu Mười cũng đạt hiệu quả rất là cao. Bây giờ trái ra nhất nhì cũng nhiều. Như trái này cô giật sao rồi? Bỏ luôn hả? Cuốn xanh là bỏ đi. Cô ấy mấy này cũng xanh bỏ đi. Tôi để thế gì đó, rồi nữa cái mấy ấy lợi. Bỏ đi. Cô bỏ đi rồi cô Tứ nãy ra thuốc lợi trái lợi rất đẹp. Trái này thì cô Tứ luôn. Thể là cỡ 2 tuần mới có cắt. Trái đẹp. Giờ cô Sáu tẻ bớt mấy này đi quá nhiều rồi. Tẻ đi sao sao vườn của Sáu này đang coi con sẽ chốt lại là mình cần làm những gì để mình xử lý vườn mình hay sao. Còn có chị xịt thuốc xì mủ nữa, gấu nó lợi ngói đó. Sao mà không xịt luôn đó mà sao nó cũng cũng đi ở đâu ạ? À? Dạ mấy con nằm ở bên Phú Tăng An Giang. Dạ. Nguyễn Phú Tăng hả? Dạ. Phú Tăng là trụ sở công ty. Ở đâu nhà rồi? Nhà mấy con có bảo luôn. Chỗ nào? Nhà ở chỗ họ. Ví dụ mình ở đây nó bị nghiệp sát đó nè. Nghiệp sát này sao? Chiếc đi 3 ngày, chiếc bỏ đi 3 ngày để nó đeo trái. Mấy người đó mình không sử dụng mình bấm nhà không biết chiếc nữa. Chiếc đi coi cái này nó thiếu cái gì. Dạ thì phải con đi sơ sơ coi hết thì chút nữa chốt lại với chỗ mình. Mày mít có giá không sao? Cậu mời không gà căng mít được nhiêu? Tôi con căng được rồi, sâu được căng 2. Xô 22 là tính ra vườn của cậu là giờ nó lên mít nhất gì nhiều á, nó mới mua xô nó 22. Bây giờ vườn của con Mừ sau khi áp dụng mấy cái bộ giải pháp bên đây là giờ trái đẹp lắm, trái to bự lắm. Thấy vậy con Mừ cũng thích bên nhóm, bây giờ con Mừ cũng một số vườn mít ở khu vực mà có vấn đề gì á, con Mừ cũng liên hệ với tụi con xuống đây không chạy. Thằng này hả? Dễ. Em mình phải hớn chả đó. Dạ. Chị sao? Kêu sao? Mấy này mình phải tỉ nha. Sao? Mấy này được mình cứ tỉ ra chứ mình để gì chi nè. Tại vì chị thứ mấy? 6. Dạ.
Ví dụ thường á mình trồng có giống gì nè. Cây này nói chung mình để cung cấp dưỡng đầy đủ tối đa 2 trái. Hoặc là khi mà mình để trái nó lớn lên rồi, 2 trái nó lớn rồi, như một trái gần thu hoạch rồi đó. Cũng như cỡ chừng 10 ngày nữa tháng sau mình có thu hoạch đó, thì mình sẽ lựa những cái trái chèn mình để. Chứ không có để một đồng lọt một cái một. Chứ có một cái chỗ cô Sáu đi thăm vườn á, mấy cái thằng mít ở trên nè, mấy đó đó cô Sáu chọt hết đi, để mà không nó tốn dinh dưỡng. Học bỏ hết đó giờ. Đâu được gì đâu, này bỏ luôn nè. Bà này trái méo rồi. Trái méo chưa ít thôi. Ví dụ như giờ cây mình nó đã yếu, nó cây tơ nó nhỏ nữa, mà mình để cái số lượng trái nhiều quá nó cũng không nuôi được nào chứ. Dạ, mà vườn đông mang trái này là mỗi ngày mỗi tứ hay hơn. Tứ không cần ăn nước nhiều. Tứ quả hết trơn đó. Tứ quả thì mỗi ngày mỗi tứ. Tứ quả chiều nóng tứ chứ. Cô Sáu chắc sắp giờ cũng ít xài ba cái dòng hữu cơ cái này kia hả? Bây giờ xài. Hữu cơ bao thì có xài. Ừ. Chứ vườn mới không à. Mới 4 năm mà còn thấy nó chết nhiều quá. Cũng bao không à. Ừ, mới 4 năm nay mà thấy chết nhiều. Đang cũng cải bao. Chết đây 200 mấy, bây giờ còn có 100 mấy hả? 270 mấy ký chắc chết cũng đâu gần cỡ trăm mấy rồi. À. Hồi nhỏ lớn là xịt thuốc xịt mũ. Thấy cây này nó bị xịt mũ rồi nè. Nó cây nó xì đó. Xì trên xuống luôn mấy cây. Chết nhiều quá. Có chết mấy tháng này mà chết nhiều nè. Ấy vậy nó trơ mùa mưa còn dữ nữa. Cây bị là để tốt để mấy trái. Nhưng mà mấy cái vàng Sáu mới nãy còn nghe Sáu nói là mười quả trước mình có tới cái túi cái xô amino ha. Này đâu hai tuần rồi, hai tuần thấy bên này lá nó mở là nhiều phải sao? Hai bỏ phân nữa là nay 10 ngày rồi đó. Ừ, mà bây giờ họ tứ mà hình như có mùng mà đâu mùng 6, mùng 5, 6 gì, mùng 4 gì nha. Nhưng mà theo đánh giá là sau khi tứ là Sáu thấy mấy cái cơ nó ra là bóng mướt là im hay sao? Như tôi xả phân cò vàng, rồi ông rồi gì măng cô gì nữa, gì hai thứ đen với xanh đó. Đó, hai thứ trộn vô gã. Mình cây 3 trái, mình trái sào, nhưng mà cây 6 trái, đợi nó 6 trái nó cắt sào, để trái trước mình cắt sào. Còn cây 3 trái, để trái sào mà cắt trước xong mà cái cây 6 trái, tới giờ nó mới có ra trái. Còn cây 3 trái, hiện giờ em cắt được 2 trái, làm trái mười mấy ký không. Để 3 trái rất đạt. Còn mình để trái nhiều. Mình để nhiều rồi 3 trái là vừa. Dạ. Thì con mừng có làm mít đó. Cái vườn mình làm thực tế sao nữa gì chia sẻ cô Sáu. Tôi làm ăn làm sao bằng được không? Bằng cho có bằng tới cử mướn xịt mướn sai. To xịt không mướn con đưa rước thằng nhỏ rồi mướn xịt mướn rước lấy không à. Cái này chiều nào cũng tứ hết. Dạ chiều nào cũng tứ chứ. Chiều tứ mở lên này. Mở cái nước. Nó cũng hơi khô quá. Cái thời điểm mà cây có ngày qua là không có tưới nha. Chị thời điểm cây mít mà đang mang trái mình cứ giữ cái nền đất cho nó ẩm vậy nè. Có ngày qua không có tưới. Sao? Ví dụ mình cứ giữ cái nền đất, cái đất mặt nó hơi ẩm vậy nè là nó rất là tốt. Có nghĩa nó thời điểm này cái cây nó sẽ cần cái lượng nước rất cao, nó để nó hấp thụ dinh dưỡng và nó nuôi trái á. Bởi vì cái đất mà nó khô quá trái nó cũng chậm lớn chứ nó không có đạt. Qua không có tưới. Bởi vậy khi mà trong vườn á là mình cứ cho cái đất nó cái độ ẩm được gì hoài xuyên suốt luôn là nó rất là đạt. Đạt hơn so với cái vườn mà đang mang trái mà mình để mặt đất khô cục như thế này ha. Cô Sáu chú ý ha. Để khô quá nó dở, nó dịch chân. Khô quá dở trái nó chậm lắm. Mà đất này ướt lắm. Thì nó chú ý về cái nước tưới nữa. Nhiều nào không tưới quá ngạn qua bị tưới bớt nước đậm quá rồi cái ngạn qua ngưng lại. Như vườn này còn nếu như mà trái, bác cũng thấy bác tưới cỡ chừng 10 phút trở lại được rồi. Cần tưới 10 phút quá ngạn qua vòng ngoài đó hả tôi tưới. Tôi quên tôi để là 2 tiếng đồng hồ mấy đứa điện vô ngủ mấy đứa là tưới cho tới giờ này vậy rồi quên ngồi ca thì ấy con nói chuyện làm hơi cái quên quay đây nè không nay nè. Thường thường cái show amino bên mình nó mà tứ mấy cơ đọt mít tơ nè rất là đạt ra cây lá nó cái bản nó bự mà nó dày mà nó rất là bóng. Tại cái show amino đưa cho chỗ cậu Mười xài vườn ngoài phục hồi vườn là nó tốt lắm. Nó xài cái dòng show thì nó cũng hạn chế những cái vấn đề mà bệnh cũng như là xì mũ hơn so với mình xạ phân liên tục. Có nghĩa là sau này á vườn chỗ cô Sáu á thì có thể là cái show á
cô Sáu áp dụng có thể tứ là một cử hoặc hai cử rồi hả Trang, cử khoan vô nó cái dạng cái nó có nền amino á và cái nền hữu cơ nó sẽ rất là tốt cho đối với cái cây mít. Chứ mình bữa nay là 10 ngày rồi đó là đổ dừa rồi đó. Mình xả phân liên tục là con đi hoài không biết mấy cái vùng mà bà con mà khoái cây mít giờ đầu mà xả phân hóa học liên tục á là cây mít nó tầm khoảng 2 năm ngoài là đôi khi nó đã sự xuất hiện cái xì mũ lai gai lai gai. Mà xả phân là bao nhiêu ngày mình nên trang cử thì nó sẽ tùy vô cái xả phân, là có nghĩa bình quân á, đi á, thì vườn á, là nhiều bà con áp dụng là khoảng 15 ngày là cái chuẩn, mà nhầm người đôi khi là 20 ngày hoặc là nhầm người 10 ngày thì nó sẽ phụ thuộc vô gì, phụ thuộc vô cái giá mít. Có nghĩa khi mà mình cây mình nó đang mang trái á thì cái giá mà hiện tại đang cao á, thì một số bà con sẽ kéo dài ngắn cái cử gãi lại để cho mít nó mau lớn, hoặc là sẽ áp dụng những cái dòng xô tứ cũng ngắn lại để tập trung dinh dưỡng nhiều để nuôi trái, và đặc biệt là về cái lượng trái trên cây mình nhiều hay ít nữa để mình cung cấp cái lượng phân bón bao nhiêu ngày. Còn ví dụ mà thường mà mít mà đang không có giá thì thường bà con như kiểu như bón cầm hơ đó, thì mình kéo dài ra rẻ mắt gì tôi cũng xài hết. Dạ thì con đi con thấy trường hợp vậy á, nhưng mà bình quân thì cô Sáu cứ xử lý là như theo cái mốc chuẩn là dao động khoảng 15 ngày mình gãi hoặc là mình tưới 10 ngày gãi rồi xịt cũng vậy, kẻ mắt gì cũng xịt chứ lỡ lên giá rồi sao. Đúng thì chịu đầu tư mà không mày mít tính trái mà tính cắt đọt mít được không à? Được mít cao này cô Sáu cũng cắt đọt mít trái cắt. Ví dụ những cây mà đang không mang trái nè, những cây không mang trái cô Sáu cắt được đó. Còn đang mang trái mà đôi khi mình cắt nó giảm cái lượng lá đồ trên cây với nó sốc cây á, cái trái nó sượng liền, nó không có lớn. Đang để trái đừng cắt, được trái hết trái nè. Như trường hợp này nè là sai nè, nè đây nè, đây cũng là một cái vấn đề trong vườn của cô Sáu của mình, là thường thường á là như cô Sáu nói như là cũng không có biết làm gành á, là khi mà trường hợp những cái người làm vườn mà chưa gành á thì gặp trái là ham rồi là không có bỏ, cứ để. Mà cái trường hợp để như thế này á, nó không có do cái xì mũ thì cây nó vẫn bị chết, là vấn đề là nó bị kiệt quệ dinh dưỡng. Cô Sáu để ham là một cây như thế này mà cái lượng lá có nhiều à, nè qua định quay sơ cây này ha, định cho con mời coi luôn, cũng như cái lượng lá cây như thế này nè, cây này là đánh giá là 4 năm 3 năm là cây này nó yếu. Nếu mà cô Sáu để cái lượng trái như thế này thì nếu mà trái nó chín hơn nữa, trái 4 kg 5 kg nó không có bự, mà đặc biệt là cái nhánh nào mà nó có nhiều trái là nhánh nó chết luôn, hoặc là hết trơn cái này mà Sáu để kiểu này mà bao trái là thu hoạch xong cây này cũng chết luôn, không do xì mũ nó vẫn chết. Tôi trình cắt không được, nó trái nó không vô được nhiều chứ nè. Cũng như cái cây này á, là theo con á, là tối đa cô Sáu để 2 trái, và khi mà trái nó lớn rồi á, mình nhắm cái trái nó đạt nó lớn rồi là những cái trái sau ra truyền là mình để lần 1 trái thêm. Nó cái kiểu như là mình thấy trái kia nó tầm khoảng nửa tháng 20 ngày nữa mình cắt, thì cái sau mà cho nó trái truyền được trái nhỏ nhỏ ra mình tiễn trái nào đẹp mình chờ. Còn đồng thời mình để cái này là trái nào nay nó có 3 kg 4 kg 5 kg như mít tu nữ nó sẽ sai trong cái vườn của cô Sáu là vấn đề này. Nó cũng thêm một điểm này ha, là cô Sáu đấy nè, như trái này cô Sáu tiễn nè, như con vậy nè, là trái này nguyên này bỏ hết luôn nè, như kiểu này là bỏ hết nè, mình chiết giờ đầu mình chiết trái cũng không đạt nè. Thì nữa cô Sáu làm đi cho quen tay nữa đi tiễn, như trái này cũng tương đối ổn nè. Thôi 2 trái này lỡ cắt bỏ 1 trái này đi, đôi khi nhỏ mình không cắt, tới bự mình tiếc mình không cắt luôn. Nãy mấy ông ta mấy người già đáng lắm, cắt rồi đó tôi mua cái không cắt thẳng chiếc luôn á. Không chiếc. Như bây cây này tối đa 2 trái à. Nói với Sáu gì? Bây giờ mình tính cái lợi nhuận kinh tế đi. Bây giờ cô để 4 trái. 4 trái nói như 4 trái này 1 trái 5 kg đi. Cũng mít chợ rồi. Mít chợ thì giờ mình cho 10.000 ký. Còn giờ á thì giờ mình để 2 trái nhưng mít nhất giờ 2 trái thì 10 kg thôi, 20 kg, nhưng mà bây giờ 30.000 ký, giá cả thị trường giờ thì 2 trái cũng 600.000, mình lợi nhuận được 200.000. Dạ nhẹ cây, cây mình nó đỡ hơn. Mà trong khi đó là mình hai trái này. Sao lật hết đi mà sao? Vừa thôi sao? Chiều suy nghĩ lên nó nói mày này kêu lật nữa tay hết đi. Cũng kiếp nó dễ vậy, tại mà không thấy. Thôi lỡ. Lỡ để giờ nó 6 giờ và cái trái này cũng hơi đẹp. Nhưng mà méo mà. Méo bây giờ không mấy bà lật bỏ đi, bà để 3 trái này thôi. Mơ mốt rồi bà để 2 trái. Rồi tới cây yếu mình để trái là mình nhìn vô cái cây nó sao?
ví dụ cây mà cái bộ lá nó lực không, cây nó bự không, cây nó tốt không, ví dụ cái bộ lá mà anh còi cọc có mấy lá bây giờ mình để trái nó cũng không đạt nhiều. Thay vì ví dụ mình tính lận cây để hai trái ba trái là hai một trái là tùy vô cái mình nhìn cái cây nó đủ cái lực như cây nó tốt thì mình có thể để nhiều hơn, còn cây nó bị si bị yếu có thể mình không để luôn. Nếu để hai trái mình ăn chưa hết hai trái này nữa, chưa cắt nữa, đâm tầm khoảng cỡ 10kg chưa cắt thì đâm một bắt đầu ra nữa. Thôi thì ở đây con cũng trao đổi sơ với cô Sáu bên cái vườn của mình đợt này coi mình xử lý thuốc nào hay sao. Giờ thì cái nửa tháng trước cô Sáu có tưới cái dòng cái xô dưỡng amino rồi. Mùng tết à. Okay. Ừ. Thì bây giờ trước mắt á vườn của cô Sáu là đi sơ thì nó thấy tình trạng chết cây do cái xì mũ khá là nhiều. Thì bên cái bộ giải pháp bên đây á con đang đưa những cái vườn mít ở ngoài khu vực cổ mừ đồ xử lý á là cái gói là cái sạch bệnh VS2 nè. Cô Sáu. Gói sạch bệnh VS2 nè là với cái thằng Metalaxy M nồng độ cao. Gói này có không nè? Ừ, kèm với có. Cái gói gồ hoặc chắc là gồ Vinet nè. Là gói này á cô Sáu sạch cho vườn mình khoảng được 4 bình hả? 3 bình đi. Tại vườn mình nó đang bị nhiều, còn nếu mà sạch 4 bình là cái liều là mình phun ngừa thôi. Còn ví dụ liều này đang ở đây là liều chỉ á, cô Sáu sạch 3 bình cho con. Sạch sạch ướt đẫm hết ha. Ướt đẫm hết 3 bình sao đủ. Cỡ nhiêu bình lận? Sạch 4 bình đó. Mà sạch 4 bình thì trên cây không ạ? À? Cây chạy xuống rồi. Thì 4 bình thì nó 4 bình tại chút nữa con đưa thuốc cho con đang chỉ liều cho cô Sáu xài. Rồi sau đó là những ba mua sạch 4 bình mà mua 2 gói. Là có nghĩa là sạch ướt đều hết. Xong rồi những cái cây nào mà nó đang xì á, có nghĩa là mình xịt kia là xịt giác. Còn những cây đang xì là cô Sáu pha một gói này á là khoảng là 75 cho tới 100 lít nước. Cô Sáu tứ dùng gốc cho con thêm. Cũng như một gốc mình quân tùy gốc lớn gốc nhỏ, ví dụ gốc này khoảng tứ lần thùng là 10 lít. Rồi cho con khoảng tứ luôn không hay là tổng? Không tứ riêng đi. Tứ riêng cái bệnh đi. Ừ, những cái gốc lớn thì mình có thể tứ 15 lít. Tại vì mình mướn tứ không à. Nó khó lắm. À mà cái phần gói amino mình đó phải không? Ờ cái xô tăng trưởng con đưa pha chung vô tứ luôn. Ở trong thùng bự đó. À tứ luôn, con tưởng luôn cô Sáu nó ngâm phân. Tứ đó luôn. Thì cô Sáu pha vô cô Sáu tứ là có nghĩa là có bệnh nữa là tứ riêng cho những cái cây mà nó đang bệnh. Còn cái phun á là phun tổng thể vườn ha. Phun cho như mình ngừa bệnh luôn, ngừa bệnh hay hơn chỉ bệnh. Phun là phun giáp vườn. Thì cô Sáu phun dưới tứ là lặp lại như là khoảng hai cử đối với những cái cây bệnh phải dập lại hai cam này là mình mấy ngày cách nhau mấy ngày. Nếu mà cái liều chỉ thì những cây mà đang bệnh là đợt sau cô Sáu chịu khó, cô Sáu không cần pha thêm dinh dưỡng để mình tứ mà mình chỉ là phun cái này và cái thuốc bệnh không à. Có nghĩa mình phun ra mình xịt lại những cái cây đang bệnh và mình tứ những cái vùng gốc cây đang bệnh là sau khi cái cử mà mình lần đầu khoảng 4-5 ngày thì cái đó mình áp dụng lại. Có thuốc sâu thuốc gì họ nhiều không? Thì cái đó thì cũng phải thêm mà. Có nghĩa là vườn mình phun định kỳ, ví dụ có sâu có mọ thì mình cứ kèm vô. Còn cái này con đang chia sẻ cô Sáu là cái giải pháp là nó xử lý cái vấn đề là cái chết cây xì mũ ở trên cái vườn mình á. Giờ con nói còn cái bộ cái tiếp nữa sau khi xịt những cái dòng thuốc bệnh đó hai cử rồi á thì con sẽ đưa cô Sáu xịt cái bộ này nè. Cái bộ này nó vừa dưỡng lá dày lá và nó có cái kẽm cao á, nó cũng hạn chế cái bệnh đó, sao cái cặp áo giáp kẽm với cái đề một này. Cặp này là cô Sáu xài được 10 bình phun. Khoa 200 có 10 bình phải không? Dạ, cũng như như khoa 2 cử đi. Khoa này hay là phun 2 cử đó. Như phun 2 cử là phun này vô á là nó sẽ giúp là cái cờ lá mình ra lớn là hơn, cái lá nó bự hơn và đặc biệt là nó dày, nó xanh và nó dày nó bóng. Trên lá xuống gốc luôn hả gì? Thì cái này là phun lá. Một cử một thôi. Phun lá không hay là phun gốc luôn. Nói chung là phun lá, này là dạng phun lá. Này phun lá ăn cho lá nó tốt dưỡng á. Này dinh dưỡng. Nó phân bón lá. Cũng như cái vườn mình này mấy nay như là lâu quá mình phun một cử đi, phun một cử giáp vườn đi rồi mấy cử sau á thì những cái thằng này có thể mình phun ở những cái khu vực đang nuôi trái mang trái thôi cũng được. Cử đầu này cô Sáu phun vậy đi. Đây
Quý vị ơi, thì hôm nay là mời tới ở đây là Thanh Mỹ Tây nè, đất của cô Sáu. Chị này thì video thì cũng đã kết thúc rồi. Mời xin chân thành cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Có thích video của mời xin cho mời một like và một nút đăng ký. Còn giờ mời xin chào, hẹn gặp lại sau.